Đây là một trong những ngôi nhà chỉ có 3 tầng thôi, diện tích khoảng 60 m². Trước đây thì một chủ nhà họ ấy ở, nhưng bây giờ họ ấy chuyển đi nơi khác ở để cho nó tiện nghi hơn. Thì ngôi nhà này cũng bỏ trống cũng một thời gian rồi, nhưng mà không đem lại một cái dòng tiền gì cả. Thì bên mình đã đến tư vấn cho anh chủ nhà để đưa vào ngôi nhà này khai thác. Thế chúng ta xem là với những cái ngôi nhà của người dân ngày xưa người ta ở thì sẽ khai thác thế nào để sao cho nó hiệu quả. Thì chúng ta cùng nhau xem cái video này và mình sẽ review cho các bạn từng cái ngóc ngách, từng cái công năng của mỗi hạng mục công trình trước kia nó như thế nào, để cho chúng ta nếu có ngôi nhà như thế thì chúng ta cũng có thể biến thành ngôi nhà cho thuê có cái giá trị hiệu quả tốt hơn các bạn nhé. Thì dưới tầng 1 này thì ngày xưa họ dùng bếp với khu sinh hoạt chung, phòng khách, nhưng bây giờ thì để cho thuê nên là biến toàn bộ ở đây. Nó rất tuyệt vời, nó có cái sân khá rộng đấy. Đất thì rộng đẹp ở trong ngõ thôi, nhưng mà chỗ phía ngoài này thì để khoảng độ tổng nó khoảng hơn 20 chiếc xe đấy. Đấy, cái nhà này thì mình đang thiết kế cho 22 người ở, 22 người chia ra ở dạng mô hình homestay. Phía dưới này là phòng sinh hoạt chung của mọi người, ngoài để xe bên trong thì có khu vực nấu nướng, tủ lạnh này đấy. Thực ra là ở cái mô hình này thì do đặc thù của những người ở mô hình này, họ đi rất là nhiều, họ không ở nhà, họ không nấu ăn uống gì, chỉ có khi nào cơ nhỡ thì họ có thể là nấu bát mì hoặc là đun nước cái gì đấy để người ta sinh hoạt riêng tư thôi. Vì ở một mình nên là họ ấy cũng rất là ngại nấu ăn, vì nó không bỏ, vì nấu một mình thì nó có đi chợ nấu lách cách nó cũng không ok lắm. Đấy, thì các bạn nhìn thấy đây, cái khu sinh hoạt chung khá rộng rãi đúng không? Thế thôi, nói chung là đối với những người ta bận bịu, người ta dành thời gian ở khu văn phòng, rồi dành thời gian ở công sở này, dành rất nhiều thôi. Thắng à? Đây này, đây này phòng nữ. Hello các em. Thôi thì phòng nữ thì nó là vấn đề riêng tư. Đây khu vực ngày xưa hầu như tất cả các cái nhà vệ sinh ấy đều nằm ở cái khu giữa. Đây là một bên là thang bộ và một bên là nhà vệ sinh, sau đó là hai đầu là hai phòng. Và hầu hết là như thế. Thì chúng ta sẽ cải biến ra thành một cái nhà vệ sinh chung thôi. Thì trước kia thì các cái mô hình liên quan đến các cái giường ngủ kiểu kéo rèm ấy, gọi là homestay ấy, thì bên mình ngày trước cũng đã làm cái đấy rồi, nhưng mà nó có nhiều cái bất cập. Ở đây thì sẽ biến thành những cái giường đấy thành những cái mà nó khép kín, mang tính chất khép kín thôi, nó không có gì đặc biệt đâu, nó cũng là giường tầng, mang tính chất khép kín cho mọi người để làm sao có cái sự riêng tư, để làm sao mà chúng ta có thể khóa lại một cái phòng ngủ của riêng mình. Và đương nhiên là cái sự thoáng đãng cũng được tối ưu rất qua rất nhiều các phiên bản, các mô hình thì làm cái cửa đấy lấy thoáng. Cái phòng này là phòng sẽ bố trí bật điều hòa chung cho mọi người đấy. Thì một cái phòng này khoảng độ hơn 30 m², khoảng 30 m² thôi, thì là đang bố trí vào 8 người ở. Thì chúng ta thấy là nó rất là rộng rãi thôi, vì hầu như là những người này về thì người ta sinh hoạt riêng tư gì thì người ta sẽ xuống các cái phòng sinh hoạt chung, còn lại là lên trên trên nhà thì người ta sẽ chỉ lên ngủ thôi. Cái này tuyệt vời nhất là phía trước nó có một cái khoảng trống này, phơi phóng này. Đấy. Ngoài này cũng có thể có cái tủ quần áo và có hai cái nhà tắm nữa, bổ sung thêm hai cái nhà tắm để cho mọi người không bị dẫm vào chân nhau, hay là những lúc cần thì không sử dụng bên này chúng ta sử dụng bên kia. Cái nhà này thì chủ nhà cũng không có nhu cầu bán, không có nhu cầu xây sửa gì. Thì ngôi nhà nó chỉ có 3 tầng nhưng mặt bằng rất rộng, mà về kết cấu nhà thì nó vẫn rất là ok. Dẫn đến là nếu mà cho thuê phòng truyền thống thì chúng ta có thể thấy được là giá trị cho thuê mà không khép kín nó chỉ được khoảng 2,5 triệu mà triệu một phòng thôi. Nhưng mà ở đây thì một cái mô hình mà mình áp dụng thì có thể tạo ra được là 8 nhân với lại doanh thu mỗi người ở trong cái nội đô này, người ta sẽ chỉ thu có 1,8 triệu một người thôi, là bao gồm tất cả các chi phí rồi, họ không phải đóng thêm bất kể chi phí gì nữa, mọi cái là chọn gói. Đấy, mọi cái chọn gói thì điện nước họ không phải lo, vì ở chung mà nên phân chia điện nước nó rất khó, họ chỉ việc đến ở sau đó mỗi tháng đóng 1,8 triệu.
Nhưng mà nếu mà chúng ta tính em 8 nhân với lại 1 8 người nhân 1 triệu 8 thì nó cũng được khoảng độ mười mấy triệu một phòng đấy, trừ điện nước đi. Nói chung tất cả các phòng đều có người ở gần kín hết rồi. Gần kín hết rồi. Nấp cái này là vừa với mình vừa mới nhận được chỉ khoảng 4 5 ngày đây này. Thì các bạn cũng đã vào ở đấy. Những cái người có khóa này là đã vào ở và đi làm rồi. Thì hiện tại bây giờ đi làm hết rồi nhá. Đi làm hết rồi. Thì ở trên đây ngày xưa nó là một cái sân thượng nên mình cải biến nó thành một cái phòng. Đây là khu máy giặt sinh hoạt chung. Đấy, thì ngăn thêm vách này, đây tấm ban len xốp này. Ngăn. Đấy, khóa rồi. Đấy, mọi người đều ở rồi. Đấy thì ở đây là có mình ngăn thì thành được 22 suất cho mọi người ở. Chi phí cải tạo chúng ta làm sao cố gắng chúng ta tận dụng những cái vật liệu nhẹ. Nói chung là mai sau có thể là nhanh nhóng thu hồi vốn thôi. Không là cái gì đó nó quá là đắt đỏ. Đến lúc tháo dỡ ra thì nó rất là phí. Một cái phòng nhỏ phía sau này thì mỗi phòng nhỏ là sẽ bố trí là 4 bắp. Ta nhìn, 4 người. Cửa bên sau rất là thoáng. Thoát hiểm cái này cũng dễ. Cái này thì mình sẽ bảo các bạn này cắt cái chuồng cọp ra, cắt cái sen hoa này ra. Đấy, sẽ bố trí để cắt cái sen hoa. Đấy, điều hòa có này. Đấy thì một cái ngôi nhà có 3 tầng thôi mà chỉ dùng 2 tầng mà lại có 22 người ở thì chúng ta thấy được là nếu mà ngôi nhà truyền thống thì nó rất khó có thể tạo doanh thu đột biến được. Thì cái này thì mình đảm bảo tốt về cái vấn đề về phòng cháy chữa cháy, đúng không? Thoát nạn, tính toán phương án thoát nạn thì nó sẽ ok. Thì thực ra nói trên cháy nổ thì nó phải có một cái gì đó nó mới cháy được. Cháy nổ nó không tự dưng nó cháy nổ được. Thế nên là những bạn nào có ngôi nhà mà có diện tích dưới, bây giờ là áp dụng mô hình này chỉ áp dụng dưới 4 tầng các bạn nhé. Nó rộng rãi một chút và có phương án thoát hiểm tốt. Không là nó cũng rủi ro, vì nếu mà cơ quan quản lý chức năng người ta đến người ta cảm thấy nó mất an toàn về phòng cháy chữa cháy hay là cái gì đó thì người ta có lý do để người ta hoàn toàn có thể là không cho chúng ta kinh doanh. Và nếu mà giả sử cảm thấy nó an toàn thì người ta cho chúng ta kinh doanh thôi. Về mật độ thì nói thật với các bạn, ở khu vực phố này thì các cái mô hình homestay đang rất là nhiều. Nhưng mà vì sao mình ngăn cái giường lại thôi, làm kín cái giường lại để làm sao mọi người bảo quản cái tài sản thôi, chứ cũng chả có cái gì khác cả. Và quan trọng nhất là cái dịch vụ support người ở, lúc quá trình họ ở mình chăm sóc, phục vụ họ như thế nào, làm sao mà tiện lợi nhất cho họ, không tạo ra cái rào cản gì cho họ, thì đấy, cái đấy nó mới là cái quan trọng. Đấy, thì cái mô hình nó bắt buộc là phải có một đơn vị quản lý vận hành. Và nếu giả sử như chủ nhà mà tự vận hành thì nó cũng khá là vất vả. Đấy, nó khá vất vả nếu không đúng quy trình, vì cái mô hình này cũng có thể là chúng ta phải quản lý về điện, về nước nữa. Đấy, nên là cần phải quản lý chặt chẽ hơn thì nó mới tiết kiệm. Rồi, các bạn nào mà có ngôi nhà như này thì có thể inbox mình có thể tư vấn miễn phí cho các bạn, để các bạn có thể là set up một ngôi nhà đem lại cái doanh thu có thể gấp đôi so với cái tòa nhà mà các bạn khai thác truyền thống các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.